Dạo gần đây thì đã có một food reviewer đã bị tẩy chay và lên án rất dữ dội vì khi đi đến đâu review thì quán đóng cửa tới đó. Câu chuyện xảy ra như thế nào? Các bạn cùng theo dõi tại quán nhậu Cá Tông. Chiêu tướng. Sao? Tao không nghĩ cái đầu mày có thể đi được cái nước này luôn đó. Nói gì cho cái lỗ tai tao nó thoải mái xíu nào. Lẹ đi con trai. Nhanh đi, nhanh đi. Gì? Quán mày nay có khách VIP tới kìa. Bớt vụ tao. Ê, để nguyên hiện trường nha, mày đừng có ăn gian nha. Tao nói thiệt, quán mày nay có khách VIP tới kìa. Tao biết cái mặt mày quá rồi, mày lật lại. Có khách gì không ơi? Mày ra mày... Nhanh ra khách kìa, lo làm gì đâu không á. Nói rồi ưa cãi tao lắm. Mày đi yên cho tao đó. Mày làm gì đâu? Tao mà thấy mày... Chết cho tao. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, xin lỗi nãy giờ mới ra. Dạ. Không biết hai anh chị mình lần đầu tới đúng không ạ? Đúng rồi, lần đầu chị tới quán. Vậy anh chị ăn gì để em vô em làm luôn. Ở đây có mấy cái món nào mà đặc biệt á, anh cứ mang hết ra cho tụi em. Mang hết ra luôn hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình mang số lượng là mỗi thứ một món hay sao anh chị hả? Anh sao vậy? Thì hai người thì đem hai món, hai phần. Rồi bao nhiêu đồ ăn ngon cứ bày ra hết đi để tụi tôi review. Rồi có biết tụi tôi là ai không mà cứ hỏi gì hoài vậy? Chứ không, tại vì sợ kiểu hai phần nhiều quá. Nhiều thì tụi tôi review bao nhiêu kệ tụi tôi. Dạ dạ. Mày nói là sao? Mày đi yên cho tao đó. Ai làm gì đâu trời ơi. Linh ơi, khách kêu nè, Linh ơi. Khách kêu món gì á? Hai phần mì xào. Còn lại món nào ngon của quán mày làm hết đem ra ngoài. Okay. Review reviewer gì á tao không biết nữa, mệt ghê á. Okay. Thôi làm đi nha. Trốn đi đâu vậy? Trốn đâu, mấy món đó mày làm được mà. Làm cùng đi, nhập cô đi. Để chứ một mình làm gì mà coi được hả? Rồi. Khổ quá. Rồi, xin chào mọi người, lại là Hà Lan review đây. Thì Hà Lan nghe nói giới thiệu quán này nhiều đồ ăn mà ngon mà chất lượng. Bây giờ hãy theo chân Hà Lan để đến xem là quán chất lượng như lời đồn không nha. Bây giờ hãy đi theo Hà Lan. Rồi, anh đi theo, đi theo. Anh thấy quán sao, ăn chất lượng ngon ngon không? Tôi cần sự riêng tư. Dạ, không, em quay một xíu thôi bây giờ. Anh quay bên kia, anh mấy người này sao? Qua bên kia. Khoan. Zoom cận vô, zoom cận vô rồi ăn. Nè, đồ ăn trang trí cũng ngon quá ha. Rồi. Phỏng vấn. Mọi người ăn thấy sao? Ngon ha? Đồ ăn đây ngon không? Vậy vô duyên quá vậy. Được lên clip của tôi là tốt lắm mà vô duyên cái gì? Không cần quay thôi. Kỳ cục quá. Kệ, qua đây mình review tiếp đi. Mấy người này sao? Không hiểu. Em gửi phần mì trước ha. Cái gì hai anh chị ăn đi rồi em đem tiếp mấy cái phần sau ra. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Đồ ăn của mình ngon quá anh ha. Dạ. Cảm ơn anh nha. Quán nhiệt tình quá. Mọi người ơi, đồ ăn của Hà Lan ra rồi nè. Bây giờ Hà Lan ăn thử nha, để xem vị như thế nào, có đúng như lời đồn không nha. Mọi người xem nè, trang trí quá đẹp. Rồi cho mọi người xem. Trời ơi, anh phục vụ dễ thương lắm. Cho mọi người xem nha, anh phục vụ dễ thương lắm. Quán xá đông đúc sạch sẽ nè nào, mọi người thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử coi món này như thế nào nha. Trước khi ăn mình phải trộn, mình xới lên. Ủa anh ơi. Hả? Cái cục gì đen đen, nó giống con ruồi quá nè. Đâu? Ui, cái gì ghê quá vậy? Hả? Con ruồi bự và bá luôn nè. Anh quay lại cho em, em phốt cái quán này mới được. Không thể chịu được. Anh ơi. Anh. Dạ. Anh coi nè. Cái này là cái gì vậy anh? Thì mì chứ gì anh. Anh nhìn kỹ lại đi. Anh nhìn coi nó là gì. Chết chưa. Ngay từ đầu anh chị không ăn giá, không nói, nhờ bỏ giá vô. Tôi không có nói với cái cộng giá. Có nguyên con ruồi bự trong đây nè. Nghĩ đồ ăn nhiều ớt quá, anh ăn không được. Ruồi đâu ruồi? Tao quên. Anh coi đó là cái gì? Chắc nãy kiểu tụi em đang nấu nướng mà thơm mùi quá, bay ngang cái eo xuống.
Anh nói gì vô lý quá. Con ruồi nó không có tự bay vô cái dĩa tôi. Quán mấy anh làm ăn mất vệ sinh mà bây giờ anh còn nói cái kiểu như vậy nữa. Quay lên cho em. Để vô kêu ba mẹ giải quyết. Ê, tao nghĩ ra cái nước cờ thế. Cũng không có quan trọng, tao có chuyện quan trọng khác. Vui nè. Có anh chị kia có góp ý món ăn. Góp ý gì nữa? Ba ra ba nói chuyện đi. Phốt cái quán này mới được. Mày nấu gì bỏ rùi vô cho người ta mày. Đâu? À, không biết là món ăn của tụi con bị cái gì ha? Chú có nhìn kỹ đây lại cái gì không? Chú có thấy con rùi trong cái dĩa đồ ăn của tụi con không? Nhưng mà sao có rùi được, nãy chú rửa sạch lắm. Chú rửa sạch là chuyện của chú. Tụi con là food review, tụi con đến đây để review. Mà bây giờ đồ ăn có rùi nè, chú làm sao chú giải quyết cho tụi con? À, hay là để chú vô làm cái gì khác đền tụi con nha. Không có được. Cái gì nữa vậy thằng ông nội, thì tiếng không được gì. Không được là không được sao? Quán em đó giờ anh biết làm anh như nào mà. Lúc nào cũng an toàn vệ sinh đâu vậy đâu. Thì đó giờ là an toàn vệ sinh, nhưng mà bây giờ nấu dĩa mì có con rùi như vậy người ta ăn thì sao mà được. Còn nữa, hai bạn này là review food trên mạng nổi tiếng lắm á. Đúng rồi. Người ta mà phốt quán cái là dẹp tiệm luôn chú cá. Tụi con là food review đó. Quán chú làm ăn vậy con bốc phốt ha. Mà mốt không có khách luôn. Nhiều quán bị như vậy rồi đó chú. Thấy chưa, chú nghe chưa? Nhiều quán bị như vậy rồi. Vậy bây giờ làm sao? Thôi bây giờ vậy đi. Chuyện cũng lỡ rồi, chú cũng không muốn chuyện này. Chủ quán cũng muốn. Thôi giờ chú đền cho vợ hai bạn 2 triệu đi, coi như xong chuyện. Hả? Mày bị điên hả? Đó giờ quán tao kinh doanh buôn bán đàng hoàng nha, đúng Linh? Đúng rồi, quán em có bao giờ có mấy vụ này đâu, anh cũng biết mà. Linh đi vô lấy tiền cho bay. Dạ. Coi như hai bạn, coi như bữa nay đi review, không coi ngày xui đi ha. Vô trúng mấy cái quán trời ơi đất hỡi vậy. Mệt mỏi lắm. Ê, mày mốt đừng có qua quán tao nữa nha. Thôi, để chú đem cái này vô ha. Rồi, thông cảm dùng nha. Chị không ai mong muốn mà. Hai không bạn, sao anh. Hai bạn nhận 2 triệu coi như tiền đền bù. Thôi, vậy cũng được. Thôi, để em xóa cái clip này coi như không có gì. Cái này hiểu lầm mà, mấy anh quay quá trời. Hiểu lầm thôi mọi người. Vậy là xong cho hai bạn ha. Rồi, ok. Rồi, tụi em về. Bye bye mọi người, tụi em về. Đi. Ủa? Anh làm gì vậy? Cái gì đó? Trời ơi! Trong này cũng có nhiều rùi quá ha. Chắc mấy con rùi nhiều khi nó bay từ trong này bay ra ha. Mà không biết ai mở cho nó ta. Cái đó hộp rùi riêng của tụi tôi liên quan gì rùi nãy đâu? À, cái này là hộp rùi riêng của hai người, không liên quan gì tới con rùi hồi nãy. Vậy thì còn cái này thì sao? Sao, thấy sao vậy? Làm nghề mà đi theo hướng này coi bộ dễ nổi tiếng quá ha. Tụi bây còn cái gì để nói nữa không? Dạ, chú ơi, cho tụi con xin lỗi. Tại tụi con chỉ nghĩ là làm clip để cho muốn nhiều lượt view thôi. Cho nên là... Đúng rồi chú, tụi con muốn tăng follow với lượt view thôi chứ không có ý gì chú. Dạ. Bây giờ mà xử tụi bay theo luật rừng hay là đưa tụi bay lên công an thì cũng nhiều view lắm á. Đừng có đưa tụi con công an, tụi con không có ý gì hết. Tụi con cũng xóa clip rồi chú. Ê, ý không, gì? Không có ý. Tụi bay làm vậy là tụi bay phá biết bao nhiêu nhà kinh doanh người ta tan nhà nát cửa, tụi bay biết không? Đúng rồi đó. Nhiều khi cũng biết á chú. Nhưng mà tại vì mấy cái fan trên top top nó cám dỗ quá, cũng phải làm theo thôi. Bài đặt ảo, ngáo hả? Rồi bây giờ cái clip này mà đăng lên thì sao? Cái nghề này còn làm được nữa không? Dạ. Thôi anh. Tụi em có gì anh bỏ qua cho tụi em. Tụi em không có dám nữa đâu. Em xin lỗi, em trả tiền ha coi. Cái này là phải trả rồi, còn có chuyện bỏ qua hay không là hỏi chú cá. Chú ơi. Bà, đừng bỏ qua bà. Có gì bỏ qua cho tụi con. Không. Tao mà biết tụi bay còn làm cái trò này một lần nữa là tao kiếm tới ổ tụi bay luôn.
Dạ, dạ, tụi dạ, con bỏ tụi con nhớ tụi dạ. À, vậy vậy thôi, dạ, con chào chú, em chào hai anh, tụi em về. Dạ, coi như chú bỏ qua tụi con nha chú. Dạ. Coi như không có chuyện gì xảy ra, con xóa clip luôn rồi chú ơi. Được. Ê, 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 dọn đống rồi đem cái hộp này đi đi mấy ông nội. Dạ, sao em bóc đi? Dừa quá sao không? Thôi để anh bóc cho. Đây. Đi, đi. Nhớ là tôi còn giữ cái clip của hai người nha. Đó, bây giờ là nó vậy đó chú. Hai người này con biết mà. Bởi giờ hồi nãy vô là con meo me rồi. Sao nãy giờ không nói vậy từ đầu luôn đi. Bày nói đặt vậy vô từ là đầu làm sao nữa. Có cái vụ này được cha. Lâu lâu thấy cũng có ít á. Mà thôi, hai người này con nghĩ là còn đi tới quán khác bày trò lắm. Con phải đi theo dõi mới được. Ê, đứng lại mày. Ai chịu tao đâu. Ê, thằng Nam.